26 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến kiểm tra công tác khảo nghiệm vaccine dịch tả lợn châu Phi tại công ty Navetco. Với sự giúp đỡ của các đơn vị chuyên môn thuộc Cục Thú y, công ty Navetco phối hợp với Viện Nghiên cứu PIADC thực hiện dự án nghiên cứu vaccine dịch tả lợn châu Phi. Kết quả thu được cho thấy virus dịch tả lợn châu Phi chủng G Delta Y177L an toàn trên lợn khi sử dụng liều cao gấp 104 lần so với liều miễn dịch tối thiểu cho mức độ bảo hộ 100%. Tập đoàn Dabaco cũng vừa công bố thử nghiệm vaccine dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 3 thành công. Theo đó, vaccine sản xuất từ chủng này có khả năng bảo hộ tốt thông qua phương án đánh giá bằng công cường độc cho đàn lợn của tập đoàn Dabaco, dùng chủng virus dịch tả lợn châu Phi cường độc phân lập tại Việt Nam. Qua đánh giá 6 lô vaccine sản xuất thử nghiệm, tất cả 6 lô vaccine đều đạt yêu cầu với 100% lợn tiêm vaccine được bảo hộ và 100% lợn đối chứng chết do virus dịch tả lợn châu Phi cường độc gây ra. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin rằng Hội đồng Nhà nước sẽ thông qua kết quả khảo nghiệm và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo sản xuất ngay vaccine dịch tả lợn châu Phi để phục vụ công tác phòng chống dịch. Dù đối mặt nhiều khó khăn, trị giá xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản năm 2021 vẫn thu về kết quả ngoạn mục khi đạt 15,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 18% so với năm 2020. Con số này vượt đáng kể so với kế hoạch xuất khẩu 14 tỷ đô la Mỹ đặt ra từ đầu năm. Toàn ngành xuất khẩu siêu cao, ước đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ. Ông Bùi Chí Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, trị giá xuất khẩu gỗ, lâm sản vào một số thị trường truyền thống giữ mức tăng trưởng cao. Cụ thể, thị trường Trung Quốc 23,7%, Hoa Kỳ 21,4%, EU 14,4%, Nhật Bản 6,7%, Hàn Quốc 5,7%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp chế biến đã tranh thủ tận dụng thời cơ phát triển mở rộng thị trường trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam tham gia. Trong chiều nay, bão số 9 có tên quốc tế là Rai đã đi vào Biển Đông với sức gió cấp 13, 14, giật cấp 17. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 12 giờ ngày 17 tháng 12, đã thông báo kiểm đếm cho gần 45.000 tàu với hơn 242.000 lao động của các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Tính đến trưa nay, vẫn còn 273 tàu hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Trường Sa. Các phương tiện đã nắm được thông tin và di chuyển về nơi tránh trú trên các đảo hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều địa phương đã có lệnh cấm biển. Để ứng phó với bão, các địa phương trong khu vực dự kiến kế hoạch sơ tán đảm bảo an toàn cho hơn 51.000 hộ với hơn 238.000 người tại các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển và đã có phương án đảm bảo an toàn. Hội đồng sản xuất thịt lợn quốc gia Mỹ cho biết, Việt Nam sẽ nhận được mức thuế ưu đãi tối huệ quốc của Mỹ đối với sản phẩm thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ 15% xuống còn 10%. Việc thực hiện các giảm thuế nhập khẩu sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Cũng theo Hội đồng sản xuất thịt lợn quốc gia Mỹ, việc tiếp cận thị trường Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của các hiệp hội thương mại. Tính đến thời điểm này, Mỹ vẫn chưa có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Hiện hàng hóa của các quốc gia trong khối hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang có mức thuế 7,5% so với 10% của Mỹ vào thị trường Việt Nam. Hội đồng sản xuất thịt lợn quốc gia Mỹ tuyên bố rằng việc cắt giảm thuế sắp tới sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho quốc gia này.